báo Pháp, Quang Hải chắc sút đá chính, các cầu thủ khác phải xoay vòng. Tờ Sudo Esfab khẳng định Nguyễn Quang Hải sẽ chắc chắn được đá chính trước Le Havre, trong khi các cầu thủ tấn công khác của Pau FC phải xoay vòng. Vào lúc 0 giờ ngày 14 tháng 8, Pau FC sẽ làm khách của Le Havre ở vòng 3 giải hạng nhất Pháp Ligue 2. Trong hai trận đầu tiên ở mùa giải này, Pau FC chỉ giành được một điểm thắng 1, hòa 1 và chưa ghi được bàn thắng nào. Mặc dù vậy, Nguyễn Quang Hải đều được ra sân và gây ấn tượng tốt với huấn luyện viên Didier Thaulot. Cả trận đầu tiên, Quang Hải chỉ vào sân từ phút 60 trong bối cảnh Pau FC thua đậm Wingam 0-4. Khi đó, tiền vệ người Việt Nam tạo dấu ấn với hai pha đá phạt tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm. Đến trận đấu với Dijon, Quang Hải được đá chính và thi đấu 68 phút. Anh góp phần giúp Pau FC cầm hòa đối thủ với tỷ số 0-0. Theo nhận định của tờ Sudo Esfab, các màn trình diễn nói trên của Quang Hải đã thuyết phục huấn luyện viên Didier Thaulot trao cho anh một vị trí trong đội hình chính của Pau FC. Ngoài ra, sự vắng mặt của Monbassu Amina và Sessi Damida cũng góp phần giúp Quang Hải chắc sút đá chính trước Le Havre. Tờ báo này viết, Quang Hải, ngôi sao bóng đá của Việt Nam chắc chắn nằm trong số các cầu thủ đã ghi điểm với Didier Thaulot. Anh ấy sẽ có trận thứ hai đá chính liên tiếp cho Pau FC. Trong trận đấu với Dijon, anh ấy đã cạnh tranh rất sòng phẳng với các đối thủ về cường độ thi đấu cũng như khả năng di chuyển. Trong khi đó, các cầu thủ khác sẽ phải xoay vòng khi Pau FC làm khách của Le Havre. Thay thế Basu Amina ở cánh trái có thể là hậu vệ đa năng Jean Lambert Evanser, trong khi tài năng trẻ Dai Trai Aji di chuyển vào trung tâm. Ngoài ra, tân binh Sablet Boli cũng sáng cửa đá chính sau khi được tham dự họp báo cùng Thaulot.